Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu con tin thác vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa nguồn tin thác của mỗi chúng con. Nhận loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ dội, con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương, Ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu thương. Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu con tin thác vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa nguồn tin thác của mỗi chúng con.
Chúa. Nhưng sau và lời Thánh Nữ truyền tới, xin cho chúng con biết cho niềm có tác và từ bi biết thờ và còn đại thể hiện tình bác ái yêu thương mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người đang sống và hiện diện cùng Chúa, hiện chân với Chúa Thánh Thần đến muôn cổ muôn đời. Bài Trích Sách Tiên Tri Ô-sen. Đây lời Chúa phán: Ta sẽ dẫn đưa nó vào nơi vắng vắng và nói cùng tâm hồn nó. Ta sẽ ban cho nó vườn nho cũng từ nơi đó và thung lũng Aron để mở cửa hy vọng. Nó sẽ ca hát tại đó như thời còn xuân xanh, như trong ngày nó bước ra khỏi đất Ai Cập. Ta sẽ đến hôn ngươi với ta muôn đời, ta sẽ đến hôn ngươi với ta trong công bình, chính trực, trong từ bi và thương xót. Đó là lời Chúa. Lạy Cha là Chúa trời đất,
con xin đời theo cha, vì cha đã sống không cho vợ khôn ngoan không thái biến mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc cảm trách những người bé mò. Vâng lạy cha, vì đó là điều đẹp ý cha. Cha ơi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ánh mắt của tôi và hãy học cùng tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường, tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì anh tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Thank you.
linh hồn. Trong lấy cha chánh xứ, lấy thương quy gì, quý ban thượng bộ, ban hành giáo và hồng hoàn giáo xứ. Hôm nay, gia đình học Chúa thương xót giáo xứ an tâm chúng con gần bà Thánh Hồng Đi Nam, khổ nạn quả địa hộ. Con xin đại diện cho địa hộ là Chúa thương xót, xin tri ân cha đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho địa hộ chúng con. Những người còn sống cũng như đã qua đời, chúng con nguyện xin Chúa qua đời cầu về của Thánh Hốt Ti Na, ban ơn hồng ân xuống trên cha, ban cho cha sức khỏe, sự khôn ngoan thánh đức để cha dẫn dắt chúng con trong đời sống đức tin. Kính thưa quý vị, quý ban thường vụ, ban hành giáo và vòng đoàn đã hiện dân thánh lễ cầu nguyện cho việc của chúng con, xin Chúa trả công thay cho chúng con, đặc biệt để góp phần cho ngày lễ mừng hôm nay được sự xuất sắc là nhờ lời cầu nguyện và sự hy sinh của các hội viên về hồ đồng Chúa thương xót, ca đoàn và ca lễ sinh. Xin Chúa chúc lành cho quý vị. Chúng con cũng nhau không quên quý chị ở Hàn Quốc năm về cũng bớt chút thời gian về tham dự cầu nguyện cho chúng em, xin Chúa trả công cho các quý chị. Nguyện xin Chúa, nguyện trên thánh Hốt Ti Na ba ngôi hầu ăn xuống trên cha xứ, quý vị quý ban thường vụ, ban hành giáo và hầu toàn giáo xứ an tâm thân yêu. Giờ đây chúng con cũng có món quà kính dâng lên cha, xin cha thu nhận. Một lần nữa xin thay mặt cho con người,
chúc mừng các anh chị trong ngày hôm gặp thương xa Chúa lúc này. Rồi trước hết chúng ta cùng là vỗ chạm bắt tay để chúc mừng thân hội đồng chân pháp Chúa trong buổi học hôm nay. Và giờ đây xin Chúa thánh hóa của anh của chúng ta nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nơi Cha chỉ đến như Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Một tràng pháo tay chúc mừng một bữa tiệc thật hào hứng này. Con xin dâng lên thiên tòa cao sáng, bánh thơm rượu nồng. Dâng lên con tim luôn mở rộng và biết cậy trông. Dâng lên yêu thương với lòng thành, dâng lên gian lao với nhẹ nhàng. Có nguyện tin hát vào lòng thương xót Chúa ban đầy tràn. Nguyện xin Thiên Chúa thương nhận cho thánh ca lễ dân và thánh ân bánh rượu thánh sinh chưa thành minh máu thánh nhờ lòng thương xót Chúa dâng cao xóa hết khổ đau bao lần cao giữa sạch vệ thương cho chân thế luôn được bình an. Chưa chân an dâng lên công lao bao vất vả cuộc sống ngày qua, xin dâng hôm nay dâng khổ sầu, xin dâng tương lai với nụ cười, dâng buồn dâng sáng nhờ Ngài nâng đỡ con trên đường dài. Nguyện xin Thiên Chúa thương nhận cho thánh hoa lễ dâng và thương ân bánh rượu thánh sinh chưa thành minh máu thánh người nhờ lòng thương xót Chúa dâng cao xóa hết khổ đau bao lần cao giữa sân vui kia cho chân thế luôn được bình an. Yeah.
Chúa nơi tình yêu không phai, xa khôn nay chi lòng
xin được cảm ơn quý bạn rất là nhiều. Sự hiện diện của quý bạn cũng nhiều góp vui cho chương trình giao lưu văn nghệ trong buổi trưa ngày hôm nay thật là ý nghĩa lắm. Cũng như xin được cảm ơn những lời chia sẻ của quý bạn. Cảm ơn các bà hiền mẫu của Giáo Hạt, lòng thương xót Chúa của Giáo Hạt đã đến đây để chia sẻ niềm vui và còn tặng cho giáo sư chúng tôi nói chung, cách riêng là lòng thương xót Chúa của Lạc Lâm, hai bài hát nữa. Thôi để đáp lại tấm lòng của các bà, tôi xin hát trước, tặng lại cho các bà cũng như là giúp vui trong buổi hôm nay một bài hát. Ông mời được tôi bài Chúa Không Lầm. Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con, dù lời Ngài con không giữ cho, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa con có mang thân thể nặng nề, là con luôn mê mãi chờ như thế. Chúa không lầm khi Ngài dạy con yêu, dù đường tình con hoang trái, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa. Nhiều khi con chẳng trung thành là vì con đâu phải thần thánh, nhưng lòng Chúa qua bao là, dù cho bao phép con yêu đuôi, thành tâm xin anh ân thương ngôi, là Ngài lại thứ tha. Vâng, xin cảm ơn mọi người. Xin Chúa cho chúng ta luôn luôn cảm nhận được lòng Chúa thương xót, để chúng ta biết thành tâm anh thầm tâm anh thối những lầm lỗi của mình, và chắc chắn Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta. Thêm chúng con một bài nữa. Rồi mời cho tôi bài Khúc Cảm Tạ. Cảm tạ từ đó ấp ta vòng lần rộn rã trong tim ngày đêm, tán dương tình yêu Thiên Chúa suốt một đời con tắm mắt trong tình cha, giữa Chúa xa mặt chảy ra Chúa như nguồn nước tràn hòa, tiếng gọi nào rộn rã vang trong chiều mưa, vượt vã cánh tay ngài đưa dắt con về miền thương nhớ. Tiếng cờ đào ngày Chúa chưa chan ngày nào, bánh thơm ân huệ Chúa trao, tháng năm tình mến dân chào. Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thánh ân ngài trao, về nhà chân Chúa đi qua, đôi ta bỏ hay thầm ra. Chúa bao la trùng trời, thương con mãi đêm trôi, hương tình yêu ngồi trên trời. Và xin nâng lên chúc mừng nào mọi người ơi, đi đây đi đây. Một, hai, ba, go! Đến đời đời Ngài vẫn yêu con mà thôi, Ngài vẫn yêu con chẳng thôi, dẫu cho thời gian chẳng biến. Chúa là nguồn hạnh phúc mến yêu của con, có chi hơn được Chúa thương, thế gian thành cõi thiên đường. Nếu ngày nào Ngài lại quên con một giây, lạy Chúa cho con giờ đây kết linh hồn trong tay Chúa. Nếu ngày nào chân thế khiến con mỏi mê, Chúa ơi xin đừng trôi trễ,
hãy thương dìu vượt con về. Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thánh ân Ngài trao. Kể theo chân Chúa đi qua, đời ta ngó hay thầm xa. Ôi tình yêu Chúa bao bao chặt chẽ, tình yêu Chúa bao la chuộc chuộc. Người hồn con mãi đêm trôi, đời tình yêu ôi tuyệt vời. Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thánh ân Ngài trao. Người theo chân Chúa đi qua, người ta có hay âm sao. Ôi tình yêu Chúa vẫn đang chờ chờ, tình yêu Chúa bao la trục trời. Từ hồn con mãi đêm trôi, từ tình yêu ôi tuyệt vời. Thank you.
con quyết cho đời
Chúng
cả là ông văn chúa, nên con có gì mà giữ gìn về tất cả do chúa thương ban, nên con chỉ là người quản lý thôi. Con sẽ là tôi tớ tin chúa khi mỗi ngày con biết chia sẻ. Con mãi là đầy tớ vất vả chung khi ân huệ ngài con giữ cho riêng mình. Vì chúa sinh con vào đời bằng tình yêu không hề đổi rời, ngài luôn ban chăm sóc từng giây. Và chúa sai con vào đời để đọc đêm gắn cho đời, để yêu bên muôn người mà thôi. Có gì mà học do chúa, không do chính được từ những của ai. Con thường quên lãng vô tâm, lấy bên tiếng tìm quỷ lời thế gian. Quên công việc mà Chúa đã giao, nó đi tìm thú ngon cho mình. Khi Chúa hỏi con biết tính sao, con sẽ là người vô phúc trên đời. Vì Chúa sinh con vào đời bằng tình yêu không hề đổi rời, ngài hằng thương chăm sóc từng giây. Vì Chúa sai con vào đời để ngon đêm tìm cho đời, mẹ yêu mẹ muôn người mà con vui lắm nhận cho do tình thương Chúa, nhưng không con suốt đời gặp tràn thành thần. Con xin ngài soi sáng trí tâm, nó đi tìm ân phúc muôn đời. Lòng vui trọn tình yêu với yêu hết mọi người như Chúa yêu mình. Vì Chúa sinh con trao đời bằng tình yêu không hề đổi rời, ngài hằng thương chăm sóc từng giây. Và Chúa sai con vào đời để đem con tình ngắn cho đời, để yêu mẹ vui ngài hằng thương chăm sóc từng giây. Và Chúa sai con vào đời để con đem tình ngắm cho đời, để yêu mến muôn người mà thôi. Chúa ơi, từ hôn
Sau đây là kết quả tôi tìm thấy trên YouTube. Không được. Chúa cha, mẹ
Một tràng pháo tay cảm ơn các bạn.